Tiếp theo là phương lóc nhà. Tôi gọi là phương góc nhà, lóc nhà vì đó là phương Tây Nam. Đây nè. Thì Tây Nam nó cung Khôn, cung của người chủ nữ. Tây Nam thuộc cung Khôn, cung của người chủ nữ nhé. Đấy. Làm Khôn. Thế nên là nếu như mà Tây Nam mà nó tốt, mà nó đúng đấy, thì là vượng phu ích tử, nghĩa là tốt cho cả chồng nữa. Thì Tây Nam có gì tốt? Nếu như mà các ngài mà đặt được bếp đúng ở cung Khôn, chia ra nhà ra được bếp cung Khôn, thì nhìn lại người vợ mình ấy, nó hoàn hảo đến mức độ là như này. Nhà mình hoàn hảo đến mức nào là, ôi giời, chị Luyến, chị Bằng nghe lại xong chị còn bật toa lên nữa. Đấy. Hoàn hảo đến mức độ là nhà có 6 triệu, đi chạy sang hàng xóm vay thêm mấy trăm nghìn để mua một chỉ vàng cất đi. Đấy. Sau đó thì lại trả nợ xong lại gom được 6 triệu lại mua chỉ vàng cất đi. Nghĩa là cái việc quản lý tiền bạc của người phụ nữ đó vô cùng tuyệt vời luôn. Đấy. Biết chi tiêu, biết tần tiện, biết thu xếp, thu vén gia đình. Và người chồng được rất là nhờ về người phụ nữ này. Đấy. Nếu có cái bếp vào đó, hoặc là nếu có một cái bể nước ở góc Tây Nam, thì thôi rồi, người phụ nữ quản lý tiền bạc thì thôi rồi, không phải bàn tí nào luôn, không phải lo lắng về vấn đề quản lý tiền bạc của chị cả. Nhưng ngược lại, nếu ta có một cái đường đâm vào Tây Nam, có cái ngã ba động khí ở Tây Nam, thì ôi giời ơi, tiêu tiền cũng kinh khủng, đánh đá cũng kinh khủng. Thế thì mình hiểu là tại sao họ đánh đá. Thì đó là một cái bệnh. Bệnh thì đó là bệnh bất an. Lúc nào cũng bất an. Ai làm gì cũng không vừa mắt chị ấy. Ai làm gì cũng không vừa mắt chị. Thế nên là nếu mở cửa mà động khí Tây Nam, thì bao giờ cái người phụ nữ cũng nói rất nhiều. Mà mình phải hiểu là cái gốc của nói là gì, là cái tâm bất an. Thế nên là phải đặt nhiều thủy vào. Tôi gần đây tôi gặp hai chủ tịch tập đoàn đều có cái ao hướng Nam. Một ông ở Nam Định là một chuỗi các bệnh viện tư nhân có hẳn một cái hồ chọn cái ao Tây Nam. Tự xây từ những năm trước rồi. Đi làm mang tiếng chủ tịch tập đoàn, nhưng lúc nào cũng bảo là tiền của vợ em ạ. Vợ anh quản lý. Cái khoản này là không, vợ anh không biết đâu nhỉ. Đến mức độ thế. Mặc dù chị đấy chỉ ở nhà thôi, chỉ ở nhà cơm nước no cho chồng con thôi, nhưng người chồng đi đâu về đâu thì cũng vợ là số 1. Rất yêu thương. Còn một ông ở Thái Nguyên không có khe hồ Tây Nam, vợ quản lý tiền hết. Đoán là thế thôi, bởi vì cứ thấy nước Tây Nam nó tốt như thế thì vợ quản lý tiền là hợp lý rồi. Thế nên là mấy ông đàn ông ở đây này, đấy, biết cách trị vợ rồi đấy, biết cách để vợ ngoan rồi đấy. Thế nên là nhiều ông bảo thôi, hôm nay học thầy Mạnh rồi, lần sau đi học chuyên sâu là không cho vợ theo. Đấy, cho vợ theo là lỗ hết. Đấy. Thế xong bắt đầu mấy bà bảo, thế thì thầy ơi, chị mấy ông đàn ông thì như thế nào? Vì tôi đàn ông sao tôi nói được. Đấy là cái phương vị Tây Nam nó như thế. Vậy thì Tây Nam rất thích hợp nước và bếp.